Ok, hello anh em. Tôi quay trở lại ở đây, rất vui được lại anh em. Liệu rằng nụ cười thân thiện không hề giả trân vừa rồi có khiến cho anh em vui không? Anh em vui lên. Sao cứ phải cau có làm gì nhở? Mấy ngày tôi không ra clip thôi mà sao cứ phải tức giận như thế? Có cái gì đâu, hôm nay không ra thì ngày mai ra. Ôi dồi ôi, có ông còn nhắn tin ông bảo tôi nghỉ mẹ đi, chả nhẽ lại bây giờ lại chụp ảnh gửi lên. À thôi được rồi, thế chụp ảnh gửi lên cho anh em xem này. Đấy, có nhiều comment lắm nhưng mà thực ra là nó đều vào cái danh sách là bị hạn chế nên là không hiện lên cho anh em xem thôi. Ui, gắt vãi đái. Đùa, không ra clip của 2-3 ngày thôi mà bắt coi như là nghỉ á. Kinh thật. Nhưng mà tôi thì tôi nghỉ thì kể cả là tôi nghĩ là tôi kể cả tôi có muốn nghỉ thì cũng chắc là cũng ở đây thì cũng có nhiều người là cũng không cho tôi nghỉ đâu. Nên là khó đấy, cái này hơi khó. Nhưng mà thôi, không cho nghỉ thì thôi lại phải làm lại vậy. Đói thì lại phải làm clip lại. Nhá anh em nhá. Với cả tôi phải nói thật với anh em cũng phải thông cảm với tôi chứ. Đây nhá, tôi nói cái lý do nhá. Đấy là càng ngày, đấy, anh em cảm tưởng này, Việt Nam nhá, thì bây giờ anh em thấy là cái kênh này nó phủ sóng nhiều rồi. Nó không như trước đây. Kênh này là anh em thấy là nó nâng cao dân trí cho cái bộ môn auto chat này của người Việt Nam rất là nhiều. Đấy, và từ khi mà cái kênh của tôi nó nổi lên ấy, như một cái hiện tượng nhá, như một cái hiện tượng mạng xã hội, thì là ôi rồi ôi, anh em vào trong rank anh em xem, người ta đánh nó y hệt tôi luôn anh em ạ. Sợ lắm. Toàn mấy cái layup của tôi thôi. Này thì layup của tôi là một này, thứ hai là cái cách chơi này, cách tư duy này nó cũng giống tôi. Thế mà chơi khó như cái mức độ mà bây giờ tôi gặp những cái bản sao của tôi ở trong rank. Đấy, tôi gặp chính những cái bản sao của tôi, y hệt tôi luôn. Đánh y hệt luôn. Đấy, đánh hay có khi còn hơn. Đấy, bởi vì làm sao? Bởi vì anh em biết rồi đấy, tôi thì càng ngày càng già nhá anh em nhá. Đấy, tôi thì là đến cái tuổi mà nó gọi là cái tuổi già rồi. Đấy, tay thì chậm, mắt thì kém rồi. Đấy, không còn nhanh nữa. Lão thì cũng suy luận nó cũng không còn được coi như là nhanh nhạy nữa. Đấy, còn anh em thì sao? Anh em thì lại trưởng thành. Đấy, anh em lại cứ trưởng thành lên. Anh em ngày xưa anh em còn nhỏ, anh em còn trẻ. Tôi còn bắt lạt được anh em vì tôi lớn. Đấy, nhưng bây giờ anh em trưởng thành lên. Anh em lớn rồi. Anh em thì lại trở thành một cái người trưởng thành. Đấy, và anh em lại đi bắt lạt ông già như tôi ở trong rank. Thế anh em đấy, cái lý do nó là như thế anh em ạ. Cái lý do là cái gì? Cái lý do là bây giờ thì tôi làm sao mà tôi chơi được nhiều trận top 1 như thế để mà hàng ngày ra clip đều được. Lý do đơn giản thế thôi. Bởi vì là đấy, anh em biết rồi đấy, kênh bây giờ càng ngày càng nổi thì có nghĩa là gì? Là anh em vào anh em xem nhiều, anh em xem nhiều thì anh em đánh hay. Đấy, anh em đánh hay thì đương nhiên là bây giờ vào rank nó chơi khó hơn. Đơn giản thế thôi. Nội dung của nó thì nó cũng chả có gì, là cũng quay đi quẩn lại vẫn là bộ môn auto chat. Nhưng mà bây giờ vào trong rank để mà làm nội dung, làm clip khó vãi đái. Đấy, thế anh em nhá, đấy, anh em biết ngay, để làm được một cái clip top 1 để up lên đâu đơn giản đâu. Mà ông kia ông bảo ngồi 1 giờ để chơi game để có thể up lên được. 1 giờ là 1 giờ thì đéo nào, ngồi cả 1 ngày luôn ý như. Có khi ngồi cả ngày còn không xong. Thế nhá anh em nhá. Già rồi anh em thông cảm bỏ quá cho. Dạo này vào rank là hay bị các anh em coi như là trưởng thành, nói chung là bán hành cho hơi nhiều. Thời phong độ đỉnh cao của Tuấn Cơm nay còn đâu? Tất cả chỉ là quá khứ. Còn ở trong thời điểm hiện tại thì nghĩ mà nó chán anh em ạ. Thôi thì anh em cứ vào trong bảng xếp hạng top Việt Nam, xong anh em tra top 20 nha anh em nhé. Có điều bất ngờ xảy ra đấy nhá. Trà top 20 rank queen. Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa. Nhưng mà anh em ơi, thằng đấy nó là fake tôi đấy nhá. Anh em đừng có gì mà phải bất ngờ cả. Bởi vì thằng đấy nó fake đấy. Tuấn Cơm fake thì đang top 20 server. Còn Tuấn Cơm hàng real ấy thì đây đang làm clip cho anh em nhá. Đang ngồi làm clip cho anh em ở mức rank group. Bởi vì ở mức rank group nó khó vai cả đài đấy anh em ạ. Đấy, mặc dù là cũng có queen đấy. Đấy. Anh em nhìn xem, anh em nhìn một trong 8 người chơi kia kìa. Đấy, cũng có queen nhá anh em nhá, cũng có queen. Điều đấy chứng tỏ điều gì? Là game này nó lại khó rồi. Thôi không liên thiên lan man nữa thì
Đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cũng như là đăng ký hội viên trên kênh. Xin được cảm ơn anh em Đặng Minh Trung, anh em Nguyễn Quang Tiến và anh em Đinh Hoàng Nam đã donate cho kênh. Anh Nam là Nam N nha anh em nhá. Anh Nam N chứ không phải Lam, nhưng mà tôi sorry anh em là cái từ N với cả L ấy là tôi bị ngọng. Rất là sorry anh em Đinh Hoàng Nam nhá. Khổ, không sửa được anh em ạ. Cái tật này thì nói thật với anh em là nếu mà tôi nói chậm ý, tôi thật là chậm thì tôi có thể nói được, nhưng mà nó khó lắm, bởi vì là thực ra là cái này nó tật từ nhỏ rồi anh em ạ. Và xung quanh tôi ý, là toàn những cái người nói như tôi, nói ngọng thôi. Chính vì thế nên là ở trong gia đình ấy nha, còn ở ngoài công việc các thứ xã hội thì đương nhiên ở Hà Nội thì người ta ít nói ngọng lắm, nhưng mà kiểu xung quanh tôi ý, trong gia đình ấy toàn người nói ngọng. Đấy, vợ tôi thì cũng kiểu như là quê Thái Bình thì cũng bị ngọng cái L với N. Đấy, thế nên chính ra là nhà tôi là toàn nói ngọng thôi. À, không biết là bây giờ cũng lo lắng nhau cái việc là con trai lớn lên cũng bị đang ở trong cái tình trạng là ở trong nhà toàn người nói ngọng thì không biết là có bị nói ngọng không. Khổ đấy anh em thấy không? Cái này là nói thật là tôi cũng nhức nhối lắm nhưng mà không sửa được. Thực ra là vẫn có thể là cố gắng thì vẫn nói được, nhưng mà nếu mà nói nhanh ý, không suy nghĩ thì chắc là khó lắm anh em ạ. Và như thế thì nó lại không tự nhiên nên là anh em không thích. Chính vì thế là thôi anh em thông cảm nhá. Riêng cái vụ nói ngọng thì thôi anh em thông cảm với tôi. Anh em cũng biết từ lâu rồi đúng không? Đấy, và anh em xem kênh anh em vẫn chấp nhận được, anh em vẫn xem được thì ok. Đấy, còn những ông nào mà nghe cái tôi nói ngọng mà không chấp nhận được thì chắc là cũng không xem đâu. Cũng ra từ lâu rồi nhá anh em nhá. Và đồng thời tôi cũng xin cảm ơn anh em Huỳnh Thanh Ngọc, anh em đã đăng ký hội viên mới trên kênh. Rất là cảm ơn các anh em đã ủng hộ tôi cũng như là đăng ký hội viên, trích phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và cũng xin phép anh em, ở trong cái clip này tôi sẽ dành riêng cái clip này để gửi tặng đến một cái anh em mà đã ủng hộ tôi, gắn bó với cả kênh rất lâu, như một cái lời tri ân, như một lời cảm ơn chân thành, trân trọng nhất gửi đến anh em Quang Trần ở trong cái clip này. Đây là một clip mà tôi sẽ làm một cái đội hình mà anh em Quang Trần rất thích. Và tôi sẽ làm cái clip để gửi đến anh em Quang Trần. Và cũng như là tôi sẽ muốn là cái clip này nó sẽ hay ho để có thể là gửi đến tặng đến các anh em nhá. Các anh em trên kênh, các anh em không phải là hội viên mà các anh em, tất cả các anh em xem clip này. Đấy, nhưng mà đặc biệt là dành tặng riêng cho anh em Quang Trần. Vì anh em Quang Trần là cái người mà rất thích cái bộ này. Đấy, thế nên là tôi sẽ làm nhá. Anh em Quang Trần là anh em đã đăng ký kênh ấy, đăng ký kênh được khoảng 3 năm rồi và đăng ký hội viên được là hơn 1 năm, là người thứ hai đạt được cái huy hiệu hội viên hơn 1 năm sau anh em Hải Biếu thôi. Và thường thì những cái người đầu tiên ấy, những cái người mà gọi là công thần khai quốc ấy, thì tôi lại có rất nhiều những cái tình cảm, những cái sự ưu ái dành cho các anh em đó. Đấy, thì anh em cũng có thể thấy là cái sự uy tín ở anh em Quang Trần, khi mà ngoài cái việc là anh em đăng ký hội viên hay là anh em gọi là đăng ký ở trên kênh ấy là lâu rồi ấy, thì anh em có thể nhìn thấy cái bộ sưu tập, cái huy hiệu của anh em Quang Trần, anh em biết là cái độ uy tín của anh em Quang Trần nó như thế nào. Một hàng huy hiệu bao gồm là những cái về mặt gọi là xem kênh tương tác ấy, nó rất là nhiều luôn của anh em Quang Trần nhá. Từ cái việc là xem kênh tôi nhiều thời gian này, hay thả tim này, hay ở nút like này, đấy, hay comment đấy, và được tôi thả tim, được tôi comment cũng nhiều đó. Rồi thì cái thời gian xem của mỗi cái clip nó cũng gọi là rất nhiều, gần như là cái clip nào tôi ra là anh em Quang Trần cũng xem hết và đều ủng hộ tôi trong suốt cái khoảng thời gian rất lâu, 3 năm đó anh em thấy không. Thì rõ ràng là đây chính là cái người mà nếu mà tôi đang làm một công việc là dịch vụ, kinh doanh dịch vụ, thì anh em Quang Trần chính là khách VIP. Đấy, và chắc chắn là sẽ được phục vụ một cách tận tình nhất đến từ vị trí của Tuấn Cơm nhá, ở trên kênh Game Today. Ok. Rồi, và thực ra thì nói từ lấy đến giờ, đấy, nói khá dài rồi. Nhưng mà anh em vẫn đang thắc mắc, anh em xem kênh vẫn đang thắc mắc là thực ra thì cái ông Quang Trần này ông ấy thích chơi cái gì. Và từ lấy giờ vẫn nói mà vẫn chưa biết là ông Quang Trần này ông thích chơi cái gì. Đấy thì rồi bây giờ từ từ anh em biết, anh em nhìn thấy tôi đang mua cái gì và tôi bán bớt những cái gì. Ok, thì tôi cũng nói luôn nhá là anh em Quang Trần anh em rất là thích chơi con mèo. Đấy, thế là tôi sẽ chơi con mèo trong trận đấu ngày hôm nay nhá anh em nhá. Đơn giản là chơi mèo, mà mèo đơn giản nhất là chơi gì? Chơi với bộ Goblin, rất đơn giản. Đấy, một bộ cơ bản
Và một cái bộ mà phải nói là có những cái clip mà tôi chơi Goblin đấy, chơi như người không biết chơi. Anh em cũng biết rồi đấy, tôi cũng không biết chơi Goblin đâu đấy. Nhưng mà vì là anh em Quang Trần, anh em yêu thích cái bộ này nên là tôi quyết định tôi chơi bộ Goblin kết hợp với con mèo để cho anh em Quang Trần vui nhá. Ui rồi, thế này có lịnh quá nhỉ. Chắc là cũng thôi, cũng bình thường. Hôm nay là cái ngày kỷ niệm là hơn một năm đấy, ngày anh em Quang Trần đăng ký hội viên. Chính vì thế nên là có một chút gì đấy cũng hơi nói hơi quá một tí, nhưng không sao cả nhá anh em nhá. Đến lúc anh em, đến lúc là anh em thì anh em cũng sẽ được như này nhá anh em nhá. Anh em yên tâm, những cái anh em mà đấy đăng ký hội viên thì chắc chắn là sẽ có ngày kỷ niệm nhá anh em nhá. Cứ một năm là sẽ có kỷ niệm. Ai thế thôi. Và người kỷ niệm tiếp theo đấy chính là anh em Nguyễn Bá Hưng. Đấy, thế là tôi nhắc trước cho anh em Nguyễn Bá Hưng biết. Để anh em Nguyễn Bá Hưng anh em chuẩn bị đi nhá, xem là anh em muốn là nhận cái món quà gì từ tôi. Đấy, nghĩ từ bây giờ đi nhá. Đấy. Nhưng mà tôi nhớ là ông Nguyễn Bá Hưng này có cái quả là rất là muốn là thích là dồn đồ cho yêu con. Tôi nhớ thế, tôi nhớ có lần là đã đọc một cái comment là như thế. Là dồn đồ cho yêu con mà top 1 hơi khó. Dã man thật sự. Unicorn làm co anh em ạ. Nhưng mà thôi, cái câu chuyện đấy cứ để đến khi kỷ niệm một năm anh em Nguyễn Bá Hưng đi nhá. Còn bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đến với cả cái kỷ niệm một năm của anh em Quang Trần. Ok, và chúng ta đang trên cái con đường Goblin. Rồi. Chúng ta sẽ roll ở level 6 anh em nhá. Roll level 6 thôi. Đấy, đúng bài sách giáo khoa của Tuấn Cơm, không sai đi đâu hết. Đấy. Bài của tôi là chỉ chơi ở level thấp thôi anh em ạ. Chơi Goblin ở level thấp. Đấy là sách giáo khoa của tôi nhá. Còn với một cái lối chơi cơ bản của Goblin thì anh em cứ chơi theo cái kiểu là up lên level 9 rồi kiếm mấy con bom, kiếm bom và kiếm máy bay, thế là xong. Đấy, trận nào mà có bom với máy bay, ca lông thì chơi Goblin up lên 9 rồi roll, kiếm máy bay, kiếm bom, kiếm ca lông. Còn trận nào mà không có máy bay, không có bom và cũng không có ca lông thì tốt nhất là không nên chơi. Đấy, còn với cái đội hình mà tôi chơi theo cái kiểu của tôi ấy, xe giáo khoa của Tuấn Cơm ấy, thì kệ mẹ nó đi nhá. Có bom hay là không có bom, có ca lông hay là không có ca lông, có máy bay hay là không có máy bay thì nó vẫn như nhau thôi anh em ạ. Đấy, trận này thực ra là có bom, có ca lông và có máy bay, nhưng mà tôi không liên quan anh em ạ, không liên quan đâu. Đấy là tôi không thèm nhìn luôn đấy. Tôi chơi mà tôi không cần biết là ở trong cái bàn này nó có những cái con đấy nhá anh em nhá. Đấy, trong cái trận đấu này là nó là gọi là chả may thôi, chả may có những cái con đấy thôi. Còn tôi cũng không chơi mà, tí nữa tôi cũng có chơi đâu anh em nhá. Đấy, nếu mà anh em xem những cái clip trước đây rồi thì anh em cũng biết. Đấy, nếu mà tự nhiên nó ra bom thôi thì chơi thôi, tự nhiên nó cho tôi thì tôi chơi thôi nhá, chứ còn cũng không phụ thuộc lắm. Đấy, mình cũng không có mong chờ gì là nó ra bom với ra máy bay đấy. Nhưng mà mặc dù là bây giờ là roll ở 6 thì chắc chắn là nó sẽ không ra rồi. Đấy, còn roll ở 8 thì may ra mình có cơ hội ra, chứ còn đây là roll ở 6 tức là chắc chắn nó không ra 5 tiền. Đấy, nói thế cho nó nhanh nhá anh em nhá. Ui rồi, gặp thằng này chắc chắn là thua rồi. Tầm này chưa ăn được chuỗi anh em ạ, không có mèo. Đấy, bài này là hơi đen đấy nhá anh em nhá, hơi đen đấy. Ở round 15 mà đã còn có một lửa số máu rồi. Chết rồi, thôi trận này tụt máu hơi kinh đấy. À, cái quan trọng ấy là chưa ra được con mèo anh em ạ. Sợ là sự, thế là thôi mất cơ hội cắt chuỗi rồi. Sợ thế nhở. Bài hơi toang. Hơi toang ấy. Mèo. Ui dồi, đây rồi. Phải coi như là gọi nó thì nó mới ra anh em ạ. Thôi được rồi thì cũng nằm tạm. Nhưng mà vẫn chưa được. Vẫn chưa được. Vẫn chưa được. Vẫn chưa ổn đâu. Phải full 2 sao cơ. Bài này roll hơi đen đấy anh em. Roll từ đời nào rồi ở level 6 mà vẫn chưa lên được full 2 sao là đen lắm đấy nhá. Đấy, bài này là quá đen luôn ấy. Trời. Ít ra là tầm này phải hai con mèo 1 sao với cả full 2 sao rồi. Chứ hôm nay nó đen quá. Thôi rồi thì chịu thôi. Bài ra thì phải chấp nhận thôi anh em. Thì hy vọng nếu top 2 là có clip đăng rồi, không cần top 1. Trận này top 2 thôi nhá là đăng được rồi. Đấy, chứ còn top 1 mà chơi chơi Warrior xanh này kia thì cũng khó lắm. Tôi nói với anh em rồi, ở trong cái mức rank này thì người ta bắt lạt tôi ghê. Mức rank rút rồi người ta bắt lạt tôi rồi mà. Rồi, để xem nào.
Luôn tiếp rồi. Đây, Heaven Bomber lên được 2 sao. Nhưng mà tôi cần 2 con Heaven Bomber 2 sao. Đây rồi. Vẫn chưa ổn anh em ạ. Vẫn chưa ổn. Đây mới là full 2 sao thôi. Full 2 sao vẫn chưa ổn. Cần là cần cặp cơ. Cần cặp cơ anh em ơi. Ra mèo tầm này cặp mèo 1 sao thì yếu rồi anh em. Đây là sau round 16 rồi. Mà cái trận này anh em biết là có cái một cái vấn đề gì không? Đấy chính là cái đồ. Đồ trận này khá là khèo. Đồ nó không có cái trượng phép anh em ạ. Chơi hệ bắn trưởng nhưng mà lại không có trượng phép là nó hơi đuối đấy nhá. Tức là cái đam của nó sẽ dồn, nó sẽ rất yếu. Đam dồn yếu anh em ạ. Do không có trượng phép ghép huyết trượng. Cũng như là gậy tá ác thì nó sẽ yếu lắm. Mặc dù là tôi là nếu mà một cái đội hình chuẩn ấy, nó cần phải có 3 cái món đồ. Thôi chết mẹ rồi anh em ơi. 30 máu. Ra đi ra đi. Một cặp mèo nữa. Chắc phải run mạnh tay tí anh em ạ. Một cặp mèo nữa. Thôi run luôn. Sắp chết rồi anh em ơi. Còn 3 mèo đây rồi. Ôi trời ơi. Được. Này anh em nhá. Rồi. Tạm thời cho con mèo 2 sao gánh kèo đi. Hai cái blink ạ. Hơi thừa. Ok. Như này hợp lý hơn này. Con Heaven Bomber cầm một cái. Trận này thì nó lại phải vướng phải cái trận đấu mà sẽ có rất nhiều thằng chơi Goblin anh em ạ. Vì nó có bom, có máy bay với cả có con Calong. Thực ra tôi chọn trận này là sai đấy. Cái cách chơi này của tôi ấy, mà vào cái trận đấu mà có bom, có Calong rồi có máy bay thì nó không hay đâu. Gặp những cái trận đấu như này là bài nó đéo ra anh em ạ. Roll ở level thấp là toang. Anh em thấy không? Chính xác chưa? Bốn thằng chơi Goblin là khác hẳn ngay. Nếu cái tầm này mà chỉ có một mình tôi chơi Goblin ấy, là tôi chơi cái bộ này này thích nhất là như nào? Thích nhất là trong trận đấu đấy nó không có bom, không có máy bay, không có Calong. Đấy, trong cái trận đấu đấy chắc chắn là bọn nó không chơi Goblin. Thì lúc đấy thì tôi chơi Goblin kiểu như này này thì nó phê lắm anh em ạ. Nó roll nó dễ lắm. Anh em thấy là ở trận đấu này nhá, bốn thằng chơi Goblin mà tôi roll ở level 6 nó còn không ra được mấy con một tiền. Là anh em biết là nó ít bài như nào. Bọn nó lấy hết rồi. Đấy anh em thấy thằng nào cũng kẹp vào. À thằng này thì chơi Greater. Rồi. Nhưng mà nó cũng cầm mấy con Skybreaker kìa anh em cả. Nó chơi Greater cầm Skybreaker vào làm đéo ấy nhờ. Điên thế nhờ. Ngoài chơi ảo thật đấy. Đấy nhưng mà nó cũng đẻ điếc các thứ. Nhưng mà tôi may quá tôi có hai con mèo. Cái round vừa rồi tôi roll được hai con mèo 2 sao cũng đỡ đi rất nhiều đấy anh em ạ. Đỡ đi nhiều. Ra toàn đấy con không cần anh em ạ. Đâu rồi? Ra Heaven Bomber. Mấy con dài con đã. Mấy cái con này đéo cho vào được. Khổ quá đi mất thôi. Chết rồi còn 30 máu anh em ạ. Đỡ làm sao đây. Có khi nào ở trận đấu này toang không nhỉ? Đây nó là round 19 rồi đấy anh em. Tức là round sau là nó đã bắt đầu chuẩn bị là vào cuối của giữa game rồi. Từ round 20 đến round 25 nó là cuối của giữa game rồi đấy anh em. Nó bắt đầu chuyển sang late game là round thứ 30 là bắt đầu late game rồi. Thì lúc đấy thì đỡ thì nó được đấy. Bộ này là late game là phải lên được 9 đấy nhá anh em nhá. Tức là round 30 ấy là phải lên 9 và gì? Và kẹp được vào là Goblin. 6 Goblin. Chứ còn lúc đấy mèo 3 cũng không đỡ đâu anh em. Mèo 3 đấy hơi khó. Đây rồi, một con nữa à? Hay quá, tự nhiên lại ra. Một con mèo, úi rồi ơi. Thế thì được rồi anh em ơi. Được rồi. Hay quá anh em ơi. Đúng là cái quyết định mà để tiền roll ở 6 là một cái quyết định chính xác. Ok. Đấy, vẫn chơi 6 con anh em nhá. Vẫn chơi 6 con như bàn cờ luôn. Mà đây là round thứ 20 rồi đấy anh em. Bình thường ở round này là người ta lên 9 đấy. Những cái thằng mà chơi Warrior ấy. Đấy kia, thằng kia nó lên 9 rồi kìa, thằng chơi Warrior. Đấy. Bình thường là đến round 21 là cái mốc cơ bản của những cái đội hình mà form bài ở 9 ấy, 9 con ấy là cái mốc này là sẽ mốc lên 9 này. Đấy, gồm có bộ là 9 Warrior này, 9 Assassin này. Đấy, thường là ở những cái round này. Hoặc là cái bộ gót đỏ, bộ beat.
bộ beat đều chơi ở level 9 là ở round 21 hết. Thì bây giờ tôi vẫn đang đứng ở level 6 đấy anh em. Anh em thấy tôi có gọi là tinh thần thép chưa? Chơi như này đã xứng đáng được đặt cho cái tên là Tuấn tinh thần thép chưa? Lấy cái đồ gì đây nhỉ? Xem nào. Cấm đánh. Ghép cấm đánh vào cho an toàn. Gặp mấy cái thằng Beat với thằng Warrior đẩy kinh lắm anh em. Rồi roll tiếp rồi. Vẫn quyết định roll ở 6 luôn nhá anh em nhá. Full 3 sao rồi lên 7. Lên. Đây rồi, 3 sao đây rồi anh em ơi. Từ từ nhá. Nhanh còn kịp. Ui dồi ôi, vẫn kịp giờ, xử lý quá nhanh nên nó bị chưa tuần cơm. Hay quá anh em ơi. Thôi được rồi, làm chủ cuộc chơi, làm chủ cuộc chơi. Ui giời. Ui giời. Nhưng mà như này ấy, tôi nói với anh em là vẫn chưa đủ đâu. Để mà gọi là tri ân cho anh em quang trần hôm nay nhá. Thì tôi quyết định là anh em biết là cái điều gì không? Chính là tôi bỏ cái con mèo ra, tôi roll là vì dòng sao? Là bởi vì tôi muốn đưa lên là thành là 4 con mèo 3 sao đấy anh em. Tức là trên bàn cờ nó sẽ có là 6 con mèo nhá anh em nhá. Đấy, nó chính là cái mà tôi muốn làm ở trong cái trận đấu này. Một cái trận đấu mà nó gọi là siêu phẩm 4 con mèo. Đấy, à có 6 con mèo chứ. 6 con mèo anh em nhá. Đấy, siêu phẩm 6 con mèo, ok. Trận này là không có gì thay đổi thì tôi vẫn cứ roll ở 7 thôi. Đấy, cho khi nào, đến khi nào mà full 3 sao. Full 3 sao thì chúng ta lại tính tiếp nha anh em nhá. Chúng ta full 3 sao ở level 7 là chúng ta vẫn đủ slot cho hết vào. Đấy. Slot lên được lốt cái con zipper là chúng ta cho cái con skybreaker vào thôi. Ok chưa? Trận này nhiều goblin vãi đái. Đủ bộ goblin có bom rồi, chắc ăn được tôi không? Ê, có ăn được không? Chắc gì đã ăn được tôi. Úi dồi ôi anh em ơi. Đủ bộ có bom đánh ở level 9 thua tôi ở level 7, anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Làm gì? Cứ tưởng là ăn được là có cái công nghệ tinh hoa mất đấy. 6 goblin 6 mất kìa anh em. Ra bom rồi. Đấy, đây nhưng mà đâu có dễ ăn tôi. Ui giời ơi. Anh em ơi, tôi toàn ăn vào cái sự may mắn của tôi. Làm gì mà thắng được hào quang nhân vật chính. Có cái sự may mắn nhất định. Rồi, à thằng này vẫn chưa có đủ 4 mất, à 6 mất. Nó mới chỉ là có goblin thôi. Thiếu con máy bay anh em ạ. Thiếu máy bay. Rồi. Nhưng mà nếu mà thằng đấy nó tinh ý hơn thì nó có thể là kẹp wizard vào để kích hoạt. Nhưng mà nói chung là kẹp wizard hay là không ấy thì cũng không ăn được. Phải thắng thì mới có cái tinh hoa mất chứ. 6 mất nhưng mà có thắng được đâu mà đời có tinh hoa. Anh em thấy không? Tôi thì tôi đâu cần tinh hoa. Tôi cần mấy cái công nghệ đều tôi roll thôi là được rồi. Đỡ tốn tiền roll là được rồi. Anh em thấy roll ở level thấp cũng rất ổn đấy chứ. Ui vẫn ăn chỗ này này. Được không? Exit à? Ui rồi, được quá anh em ơi. Vẫn ăn thật này. Nó chết co rồi. Được anh em ơi, ăn rồi. Thế này ăn rồi. Hay quá. Được quá bạn ơi, xin nhá. Cộng 7 cơ à? Được đấy. Ok. Ui rồi, tiền lại có rồi, lại roll tiếp thôi anh em. Đây rồi, Heaven Bomber lên 3 sao đã nhá anh em nhá. Vẫn chơi ở 7 anh em ạ. Vẫn quyết định chơi ở 7. Vô nào. Heaven Bomber ra đi. Heaven Bomber, tôi cần Heaven Bomber 3 sao. Ui dồi, luôn ra cái mẹ gì vậy. Đây rồi. Đây, một con mèo nữa này anh em này. Từ từ thôi, từ từ, ra này lại từ từ. 50 tiền mà luôn anh em ơi, không vội. Bây giờ tôi ổn mà, bây giờ ổn. Ổn nhá anh em nhá, đang ổn. Đấy, 30 máu nhưng mà lại rất là ổn luôn. Đây rồi, ui dồi, gặp top 1 này. Thằng này vừa lấy xanh lắm đấy. Full 9 warrior rồi. 9 warrior rồi nhưng mà tôi ăn được này. Dễ không. Mềm quá 9 war ơi. Ui dồi ôi. Nó cũng xả tiền, nó cắt chuỗi tôi đấy. Nhưng mà không cắt được anh em ạ. Kinh không? 9 warrior đấy nhá, đánh ở 9 con nữa. Tôi 7 con thôi. Mà bộ của tôi chưa đủ bộ. Rồi, đây, so lên 3 sao đã. Mà cái bộ này tôi nói thật với anh em là đội hình này tôi cũng ít khi mà tôi form đủ bộ goblin lắm anh em ạ. Vì thường là chưa đủ bộ goblin thì đã hết giờ rồi. Đã chết hết mất rồi anh em ạ.
chơi chỉ có full 3 sao thôi, chứ còn chưa chắc là đã được lên được đủ bộ Goblin đâu. Bởi vì phải lên ở level 9 mà. Mà tôi bộ này tôi ở chơi ở level 7 thôi. Lên level 8 thôi là cùng, lên level 9 thì thực ra thì còn lâu lắm. Còn lâu lắm anh em ạ, đến cuối game cơ. Đấy, mấy cái thằng chơi Goblin nó sắp xuống hồ đến nơi rồi kìa. Chết một thằng rồi. Một thằng chơi Goblin chết đầu tiên rồi. Đấy, còn 3 thằng, à còn 2 thằng. Có 4 thằng chơi mà, tính cả tôi là 4 thằng. Và trận đấu này thì lần lượt là dụng hết thôi anh em ạ. Goblin nó đâu có dễ chơi đâu. Nó không dễ chơi. Đấy. Rồi ok, ghép cái BKB luôn cho chắc này. Tha hồ và bay nhảy. Rồi rô tiếp nào. Hai con nữa. Ui từ từ đã. Từ từ đã anh em ạ. Thế thôi. Từ từ, chưa mua. Velom từ, Velom Master từ anh em. Bây giờ cứ phải full 3 sao rồi tính nhá anh em nhá. Không thọt tiền, bắt buộc là 50 tiền rồi thôi. Lợi tức nó phải đầy đủ. Ok. Rồi, round 26 ở đây anh em chuẩn bị let game rồi đấy. Bộ này chuẩn bị let game rồi đấy anh em. Bắt đầu bọn kia là bắt đầu mạnh rồi. Đấy, 9 Warrior này. Thằng này, à nhưng mà thằng này hết tiền rồi, hay quá. Thằng này đéo lên được 9 Warrior đi rồi. Anh em ơi, đi rồi. Nghỉ giấy. Hay quá nhờ. Rồi. Skybreaker khi lên 3 sao trước này. Heaven Warmer lên đi, cần Heaven Warmer hơn. Úi, lại ra mèo này, úi rồi anh em ơi. Được đấy. Một con nữa. Một con nữa thôi. Từ từ. Một con Heaven Bomber nữa thôi anh em ạ. Đấy còn mèo thì chắc là trận này được đấy, có cơ hội đấy anh em. À, mèo bây giờ là còn mấy con nhỉ? Còn 6 con nữa thôi. 6 con mèo nữa thôi, 48 tiền. Ờ chả nhẽ lại không được 6 con, đúng không anh em? Còn nhiều, còn rất nhiều nha anh em nhá. Những cái round sau là mỗi round tôi được cộng 15 tiền thì anh em cứ tính xem. Đấy, mỗi round tôi bỏ ra 15 tiền để tôi roll. Chả mấy mà bỏ ra 100 tiền để roll con mèo 3 sao, 2 con. Nói chung là cũng có thể là được đấy anh em. Để xem nhá anh em nhá. Rồi để xem như nào. Rồi, ok. Lại Goblin nhưng mà thằng này chắc chắn xuống hố rồi. Thằng này từ lấy giờ có bom rồi mà chưa có máy bay anh em ạ, hơi đen. Đấy mà có bom rồi nhưng mà vẫn sẽ phải ra đi thôi. Ui giời ơi. Có bom không ăn thua bạn ơi. Anh em thấy chưa? Rồi ôi, ra bom rồi đánh xong rồi vẫn đi thôi, vẫn xuống hố thôi. Không có cửa. Rồi, lốt tiếp nào. Ui giời, còn mỗi con một con thôi. Ra lốt đi. Mỗi con chỉ còn một con cuối cùng. Đây rồi, hay vẫn bomber lên trước này. Ok, đánh từ tốn. Không vội anh em ạ. Không vội nhá, 50 tiền, không có nhiều. Cứ từ từ đã, round sau lại tiếp. Còn lâu anh em ơi, còn lâu lắm. Trận đấu này nó mới là round 28 thôi. Còn chưa đến round 30 cơ mà, không vội anh em ơi. Đấy, đối thủ đến sau round 30 bắt đầu có đồ cam thì tôi bắt đầu yếu này. Bắt đầu đuối bởi vì là sau khi mà đối thủ sau round 30 ấy, là cái bộ này của tôi nó phải đủ bộ Goblin cơ thì nó mới ăn được. Đấy, còn bây giờ mà sau round 30 mà chưa có đủ bộ Goblin ấy thì nó sẽ yếu hơn một chút nha anh em nhá, tức là sẽ khả năng mất chuỗi đấy. Nhưng mà tôi vẫn chưa có ý định là form cái bộ Goblin. Đợi đi. Đấy, úi dồi, thằng này Ca Long 2 sao ạ. Đấy, trận này nhiều Goblin phết nhở. Chính ra là có 5 thằng chơi Goblin nhưng anh em ạ, không phải 4 thằng đâu, tôi nhìn nhầm đấy. Tôi đẩy 2 thằng đi rồi. Và một cái thằng top 8 mà vẫn còn thằng này. Nhưng mà đi lốt. Ôi mà cái thằng này ra Ca Long tự tin giữ 50 tiền kìa. Xong đi kìa. Ôi rồi ôi. Ra con Ca Long xong phải ra đi. Đáng luôn. Ca Long 2 sao chắc là lúc ấy tự tin là vô địch rồi đấy. Không chịu roll. Ôm 50 tiền roll từ từ cơ. Ôi rồi ôi. Không thể hiểu được luôn. Thôi được rồi thì mình xin nhá. Đây rồi. Hay quá. Sắp full 3 sao rồi anh em ơi. Mà tôi bây giờ tôi cần thêm mèo bạn ơi. Cần thêm mèo để chiên anh em quăng trần thế nào. Sắp hết game rồi, cho xin thêm 6 con mèo nữa nào. 6 con mèo 50 tiền 6 con mèo này.
Thực ra là còn hơn cả 50 tiền đấy chứ. Từ đấy roll là sơ sơ là mỗi round là 15 tiền thì anh em cũng có thể tính được rồi. Là 4 round thì là hơn 50 tiền rồi. Đấy. Đấy, mỗi round là 15 tiền mà. Mỗi round tôi lấy được thêm 15 tiền. Đấy, tôi giữ 50 tiền thì là mỗi round là roll 15 tiền đấy chứ đâu có ít đâu. Warrior chắc không có cửa rồi. Ủa thế có khi nào mà trận đấu kết thúc trước khi roll được không nhỉ? Chết rồi, may quá gặp cái bản sao anh em ạ. Đỡ đẩy nó, thôi là đẩy nó chết sớm thì lại không có làm được cái gì cả. Như này là nó sẽ nhảy được liên tục đấy. Cái con mèo 3 sao nó nhảy ấy, thì cái con mèo 2 sao nó cũng nhảy theo. Đấy, cái con mèo 2 sao nó cũng nhảy theo. Mà cái con mèo 2 sao nó nhảy thì cái con mèo 3 sao nó cũng nhảy theo. Tính cả cái bóng luôn. Chính vì thế là nếu mà chơi như này là chúng ta sẽ coi như là có 4 con mèo nó nhảy cùng nhau đấy. Rồi. Chết rồi, đối thủ còn 51 máu thì trụ được bao nhiêu round nhỉ? Tôi tính là nếu mà 51 máu cứ cho là mỗi round mất ít nhất là 15 máu đi. Đấy, vậy là cũng chỉ 4 round thôi là đi rồi. Tức là chưa đến round được 35 luôn đấy. Đấy, nhưng mà liệu rằng Warrior sau cái lúc mà lấy được cái món đồ cam ấy ở round 30 thì nó có ăn được tôi không nhỉ? Tôi cũng nghĩ là nó không có cửa đâu. Trận này Warrior nó cũng không mạnh lắm. Bởi vì là trong bộ truyền thuyết ở trận đấu này ấy, nó không có con chúa quỷ ấy. Và nó cũng chẳng có cái con Lancer. Thì chính vì thế là nếu mà chơi 9 Warrior thì xác định là nó cũng chỉ ở top 2 thôi. Đấy, trận này thì chắc chắn là top 1 rồi. Anh em mà không nói nhiều, anh em thấy quả 30 máu không? 30 máu xong đấy, từ lúc mà 30 máu đến bây giờ là tôi không mất máu nữa. Mà bây giờ tôi đang chuỗi cộng 11 này. Căng không? Anh em thấy căng không? Đấy, từ cái lúc mà tôi 30 máu là tôi sắp chết từ nơi rồi đấy. Ui dồi, đéo có đồ. Thôi lấy cái giáp vậy. Trận này đồ khèo ấy. Trận này là chính ra đồ rất vớ vẩn nhá. Đồ anh em thấy không? Toàn đồ kiểu đồ cho carry đánh tay ấy. Kiểu sát thủ ấy. Nó không có đồ bắn trưởng nhưng mà vẫn đánh vô địch được luôn. Anh em thấy căng không? Rồi, chúng ta roll tiếp nào. Kiếm con mèo nữa anh em nhá. Trận này vớ vẩn này, chơi ở 8 anh em ạ. Còn không lên được 9 cơ. Thôi dừng lại 50 tiền thôi. Từ từ đã, bình tĩnh. Chưa vội. Đối thủ thì nói chung ấy là cái tầm này ấy thì chưa chết được. Tôi bây giờ thì chỉ mong đối thủ chết muộn đi một chút thôi để có thể roll ra được 6 con mèo nữa anh em nhá. À không không, thực ra là bây giờ chỉ còn 5 con thôi. 5 con thôi anh em ạ. Còn 5 con mèo thôi. Mà còn 50 tiền cơ mà. Kể cả là con Doom nó Doom được vào con mèo của tôi. Nhưng mà con mèo tôi nó nhiều mèo lắm. Doom được vào con mèo nó vẫn còn 3 con mèo nữa cơ mà. Làm gì có cái cửa anh em ơi. Doom con mèo thì con mèo nó vẫn nhảy theo anh em ạ. Chỉ cần đồng đội nhảy được là cái con mèo bị Doom ấy nó vẫn nhảy theo con mèo mà. Ok, roll nốt nào. Xin thêm mèo, xin thêm mèo. Mẹ đối thủ dễ đi lắm. Đây rồi, ui còn một con nữa anh em ơi. Rau này chắc chưa đi đâu nhở, 28 máu rồi chắc chưa đi ở đâu. Thôi từ từ đã anh em ơi. Không phải còn một con nữa mà còn 4 con nữa anh em ạ. Sorry anh em, tôi nói nhầm. Đấy. Rau này hy vọng là mất ít máu thôi nhá. Để sống nó sống được nó đau từ 34 đi, 35 đi. Khó anh em ạ, nó còn có 28 máu. Rau này mà đẩy sơ sơ 20 máu thì cũng còn rau nữa. Rau này chắc cũng không được đến 28 máu đâu. Nhưng mà rau sau chắc là giặt dẹo rồi. Ừ, anh em nhìn kìa. Dồn nam rất nhanh luôn. Rồi ui, anh em nhìn cái con TA kìa. Ui rồi ui, 26 máu. Trong round vừa rồi rất là may mắn nhá, đối thủ là giết tôi được một con đấy. Chứ còn để lọt thêm một con nữa thì chắc đi. Hồi hết tiền anh em ơi, thằng này nó đi trước rồi. Ui, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Đây, một quả trứng này. Hay quá. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Một con mèo nữa, một con mèo nữa. Mèo nữa, mèo, 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 mèo. Mèo ơi, mày ở đâu? Ra đi. Chứ tôi, đây còn một con nữa. Ui rồi ôi, hết tiền rồi anh em ơi. Còn một con nữa thôi. Ui giời ơi. Chán thật. Còn một con nữa anh em ạ. À. Thế như này. Thôi hết rồi. Tôi chỉ bỏ là như này thôi. Ơ, à, vẫn là 6 con. Vẫn là 6 con mèo, đúng rồi. Đây vẫn là 6 con mèo nhảy cùng nhau anh em ơi. Chỉ mỗi tội là nó là những cái con mèo 2 sao với cả những con mèo 3 sao nó nhảy cùng nhau.
chứ không phải là full 3 sao. Nhưng mà vẫn là nhảy liên tục anh em ơi. Ui giời ơi, đối thủ coi như là bất lực luôn, quá mạnh anh em ạ. Rồi clip tri ân anh em Quang Trần nhá, cảm ơn anh em Quang Trần rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh trong suốt cái thời gian vừa qua. Anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác của tôi. Nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên phải, nếu mà anh em vẫn thích xem tôi chơi tiếp cái con mèo này nhá anh em nhá, thì anh em có thể chọn clip bên phải. Và anh em chọn clip bên trái để anh em xem tôi chơi bộ Goblin theo cái phong cách này nhá anh em nhá. Lại một trận đấu Goblin nữa mà chúng ta sẽ chơi Roll ở level thấp. Hay lắm, tin tôi đi. Rồi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở dưới phần mô tả của video hoặc link ở trên màn hình kết thúc anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.